Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con tham khảo. Thưa bà con, theo một số hộ dân chuyên trồng mít Thái ở Cái Bè, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hiện nay có tình trạng xuất hiện đơn vị bán thuốc làm lớn trái mít Thái. Khi vung loại thuốc này sẽ làm trái nhanh lớn, đạt trọng lượng và trái tròn đều. Tuy nhiên, số hộ dân chuyên trồng mít Thái ở Cái Bè khuyên không nên phun những loại thuốc trên vì sẽ làm nhà vườn tốn thêm chi phí, trong khi giá mít Thái giảm mạnh. Chưa kể đến việc muối mít sẽ không ngọt, không giòn như để trái lớn bình thường. Một nông dân trồng mít Thái ở xã Long Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang nói: để trái mít Thái ngon, ngọt thì tốt nhất là sử dụng phân kali bón vào cây với lượng ít trong quá trình nuôi trái. Nếu muốn trái đạt trọng lượng lớn thì để một hoặc hai trái trên mỗi cây, không nên can thiệp bằng thuốc. Cũng theo nông dân này, thuốc kích thích làm trái lớn có nhiều loại, trong số đó cũng có loại thuốc không tốt cho cây và ảnh hưởng đến chất lượng trái sau khi thu hoạch. Do vậy, nhà vườn phải thật lưu ý. Quay trở lại tình hình mít Thái ngày hôm nay thì thưa bà con, giá không tăng không giảm hả bà con ha, đang nằm ở mức thấp. Theo một số vựa hiện nay đang còn thu mua ở Tiền Giang thì kem lớn hôm nay là 5.000, kem nhỏ là 4.000. Thương lái vào vườn mua kem lớn 5.000, kem nhỏ là 2.000. Tại những tỉnh thành còn lại của đồng bằng sông Cửu Long thì các vựa báo kem lớn từ 6 đến 7.000, kem nhỏ là 3.000. Còn thương lái vào vườn mua thì kem lớn dao động từ 4 cho đến 5.000 đồng, kem nhỏ là 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để theo dõi thêm nhiều thông tin khác, cũng như bà con có thể bình luận trực tiếp vào kênh để trao đổi thông tin. Xin kính chào.